Xin chào tất cả anh em. Thì hôm nay Lê Single Loop xin giới thiệu với anh em một sản phẩm mới nữa. Một sản phẩm đang khá là hot và đang bán khá là chạy trên thị trường hiện nay và được nhiều anh em biker săn đón. Thì sản phẩm mình muốn nói tới ở đây đấy là sản phẩm cao su gắp cho xe Exciter, Winner, Winner X, Sonic, Rider và Satria. Thì sản phẩm này thì là sản phẩm cao su gắp kinh the lắc anh em nhé. Trên sản phẩm thì nó sẽ có một cái chữ kinh the lắc. Thì sản phẩm này thì sẽ được làm bằng cao su dày nên có độ bền khá là cao và nó có nhiều màu sắc khác nhau như là màu hồng, màu đen, màu xanh dương. Xanh dương thì có hai màu, xanh dương đậm và xanh dương nhạt, màu cam, màu tím, màu đỏ và màu xanh lá cây anh em nhé. Thì nó có nhiều màu nên anh em thoải mái lựa chọn tùy vào sở thích cũng như màu sắc của xe anh em nhé, mà anh em lựa chọn sao cho nó phù hợp nhất nhá. Thì cái món đồ này thì nó độ bền khá là cao và tính trang trí thẩm mỹ của nó cũng khá là tốt, ăn lên xe khá là đẹp anh em nhé. Thì đi kèm với những sản phẩm này thì nó có hai cái lon, hai con ốc và hai con lông đèn và hai con bu lông nhá. Đây thì bộ phụ kiện của nó và một cái tem kinh the lắc để anh em có thể trang trí lên một cái gắp này anh em nhé. Thì anh em nào cần mua sản phẩm như trên video này thì anh em qua bên shop mình tại số 21 Lê Thị Hoa, phường Bình Chiểu của Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh để mua hàng trực tiếp nha anh em nhé. Hoặc là xem hàng xem nó có phù hợp với xe của anh em không anh em nhé. Hoặc anh em nào ở xa mà không qua được shop mình thì có thể mua hàng online. Thì bên mình có bán trên một số sàn thương mại điện tử như là Shopee, Sendo, Lala, Tiki thì mình có để link bên dưới. Thì anh em nào cần mua thì có thể đặt hàng trực tiếp vào link bên dưới nha anh em. Thì mình có một lưu ý nho nhỏ cho sản phẩm này của anh em nhá. Thì cái phần này, cái phần mình cũng không biết gọi tên gì là gì. Thì cái phần này thì nó có nhiều màu như là màu vàng, màu đỏ, màu xanh dương. Thì cái này là nó giao ngẫu nhiên nha anh em nhé. Thì nó, bình thường thì chỉ phân màu cái gắp này thôi, ở cái phần trang trí ốc gắn lên cái này thì nó sẽ là thì nó sẽ là ngẫu nhiên nha anh em nhé. Đây như này anh em ạ. Đấy thì cái phần viền vàng này thì có thể là khi mình giao thì nó sẽ là màu đỏ hoặc màu xanh dương. Thì cái này là ngẫu nhiên nhá, nên anh em lưu ý hộ mình nhá. Chỉ chọn màu gắp cao su. Chào tất cả các anh em nhá.